Mệnh phát tài, nơi soi sáng vận mệnh cuộc đời. Sự thật rùng mình, tuổi Tân Sửu 1961 càng già càng giàu, đổi vận phát tài đúng 3 tháng tới. Thưa quý anh chị tuổi Tân Sửu thân mến, với 1961, đừng tìm kiếm ai đó để khiến bản thân hạnh phúc. Cuộc đời của anh chị, hãy tự làm bản thân mình hạnh phúc trước, tăng cường vị thế, tăng cường vị trí, rồi mới tìm kiếm một ai đó để hạnh phúc viên dung. Ở đời gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Tôi biết thời gian qua, anh chị đã mỏi mệt rất nhiều. Có những đêm, nước mắt cứ rơi mà chẳng rõ nguyên nhân, chắc tại do thương bản thân mình. Tuy nhiên, mừng một cái là đúng 3 tháng tới, mọi điều sẽ khác đối với bản mệnh Tân Sửu. Cái vận của Tân Sửu sẽ thay đổi theo cái cách mà họ tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến, trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Mệnh phát tài biết khi nghe xong, anh chị Tân Sửu có thể biểu môi và cho rằng những thứ mệnh phát tài nói là tào lao. Vậy anh chị hãy dành một giây để đăng ký kênh và ngồi lắng nghe mệnh phát tài luận giải về những lời tiên đoán này. Thưa anh chị Tân Sửu thân mến, ta không muốn tầm thường, vậy ta phải nỗ lực. Ta không muốn nhạt nhòa, vậy ta phải chăm chỉ thăng hoa. Ta không muốn là một người vô tâm, không muốn là một kẻ thiếu nhân tính. Vậy thì cần tiền tài để hóa giải họa hại tai ương, cần thành công để không bất lực cắn răng đầy ai oán. Thế giới này vốn rất công bằng, nó là một công thức cho đi và nhận lại. Anh chị đổ bao nhiêu máu, anh chị chảy bao nhiêu mồ hôi, anh chị cống hiến bao nhiêu máu lửa và nhiệt huyết, thì tương ứng anh chị có bao nhiêu phần khả năng nhận lại quả ngọt tự thành. Hiện tại đang là đoạn vất vả của 1961, cũng là đoạn chán nản và dễ dàng bỏ cuộc buông xuôi. Bỏ cuộc không vì không thành công, mà đơn giản chỉ vì thiếu động lực. Hãy cứ đừng như thế, có thể nghỉ ngơi nhưng đừng nghỉ hẳn. Đừng quên anh chị là ai, anh chị muốn là ai, anh chị mong mình là ai, và anh chị tin tưởng bản thân mình như thế nào. Cho một kiếp nhân sinh đầy nhiệt huyết, lắm chông gai, nhiều mỏi mệt, hãy chiến đấu thăng hoa và kiên cường. Này quý anh chị thân mến, chẳng có vấn đề gì với việc anh chị đang đi chậm rãi hoặc cuộc đời anh chị không được tiến lẹ tiến mau. Chỉ cần anh chị không dừng lại, chỉ cần anh chị của hôm nay tốt hơn anh chị của ngày hôm qua, đấy đã là sự đang tiến bộ rồi. Tôi biết ngày càng anh chị sẽ càng khó để dứt bỏ những trách nhiệm anh chị đang chồng chéo trên vai. Càng ngày, anh chị sẽ càng dễ phải đối mặt với những cảnh oái âm, những con người vô tâm mà anh chị từng nghĩ chỉ tồn tại trong truyện sách hay phim ảnh. Nhưng chúng ta đã qua rồi cái thời kỳ có thể lựa chọn bỏ cuộc, qua rồi cái thời kỳ có quyền bỏ đi, bỏ lại và lầm lũi một mình. Cho những điều mà Tân Sửu đang gánh, cho những thứ mà Tân Sửu đang kỳ vọng, cho những sợi xích quanh thân Tân Sửu đang đợi họ kéo dần lên. Mong anh chị luôn giữ được ngọn lửa lưu ly ở trong tâm, tự soi sáng cho bản thân, bơm cho mình thêm nhiệt tình và nhiệt huyết, rồi lại đương đầu với những thử thách mà mệnh số đã đặt ra cho mình. Hãy nhớ rằng không có một ai sinh ra là vĩ đại cả, họ trưởng thành và trở nên vĩ đại dần lên. Anh chị có đủ khả năng để xử lý mọi vấn đề mà mệnh số vẽ ra trước mặt anh chị. Thời kỳ khó khăn giản đơn là một giai đoạn để thức tỉnh tiềm năng trong bản thể của Tân Sửu, cũng như giúp ta nhận thức và yêu lấy những góc tĩnh lặng của nhân sinh. Có vậy thôi. Sau đây, chúng tôi sẽ luận giải giúp anh chị 3 tháng tới, tức là tháng 5, tháng 6, tháng 7. Nếu lỡ mệnh phát tài có đọc nhanh quá, thì anh chị hãy chuyển sang chế độ giảm tốc độ đọc. Anh chị cũng có thể lấy giấy bút để ghi nhớ lại những điều mà chúng tôi luận giải. Những tinh hoa này chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của anh chị. Xem tử vi tuổi Tân Sửu tháng 5, tử vi tuổi Tân Sửu âm lịch cho thấy, hầu hết các phương diện của người tuổi Sửu đều khá suôn sẻ. Nhưng về khía cạnh tiền bạc, bản mệnh không được chủ quan. Để tiền bạc mang lại cho anh chị cuộc sống như ý, thì anh chị cũng cần phải biết sử dụng chúng cho thật khôn ngoan. Nguyệt lệnh trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì, vì anh chị lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là anh chị gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần,
nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều. Tam hợp mang tới cho tuổi Sửu cảm xúc đặc biệt, giúp anh chị hiểu người ấy là một nửa của mình. Đây là ngày để bày tỏ tình cảm và được yêu thương. Thái độ với cuộc sống của bản mệnh thời gian này cũng thay đổi tích cực. Anh chị khá cởi mở hồn nhiên. Tháng này, anh chị cũng thích làm việc thiện hơn vì việc này giúp anh chị có được sự bình yên, trân trọng cuộc sống của mình. Thế nhưng con giáp này cũng cần lưu ý phân bổ thời gian để được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu đặt công việc lên trên cả sức khỏe của mình là điều không nên chút nào. Nguyệt mã chủ di chuyển cho thấy tháng này bản mệnh vất vả trong việc đi lại. Bù lại là việc này mang lại cho anh chị tiền bạc, ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp anh chị gia tăng thu nhập thì không nên từ chối. Xem tử vi tuổi Sửu tháng 6. Xem tử vi tuổi Sửu, lâm tượng tương hại, công việc ti tuyến hành có đầu có đuôi, song trong quá trình làm có tiểu nhân quấy phá, gây trở ngại, bản mệnh mất nhiều thời gian, công sức để xử lý. Nguyệt lệnh lâm đất suy khiến các mối quan hệ xã giao thiếu sự hài hòa, có thể xảy ra xung đột lớn nếu tuổi Sửu không kiềm nén cảm xúc. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, nếu có người vay mượn số tiền lớn, anh chị nên cân nhắc khả năng hoàn trả. Thay vào đó, nếu có tiền rảnh rỗi mang ra đầu tư vẫn tốt hơn, có thể xin lời nay mai. Người độc thân có thể phải đưa ra quyết định quan trọng nào đó, khiến anh chị không ngừng cảm thấy buồn bực, có thể là phải chia tay mối tình hiện tại vì anh chị nhận thấy dấu hiệu dối trá, lừa gạt. Xem tử vi tuổi Sửu tháng 7, cuộc sống trong tháng của con giáp tuổi Sửu lên xuống thất thường, bản mệnh nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động khó lường. Dự báo chuyện tình cảm của anh chị có nhiều trở ngại, nhưng may mắn hai bên thường bao dung, thấu hiểu cho nhau nên thường làm hòa rất nhanh. Nhưng may mắn có sao Thái Âm trợ duyên nên càng về cuối tháng anh chị sẽ tìm được cách hóa giải các mâu thuẫn. Niềm vui sẽ đến với những ai còn độc thân, có khá nhiều người theo đuổi và anh chị phải đau đầu lựa chọn đấy. Tuy nhiên, anh chị nên bình tĩnh lại, chớ nên vội vàng, dễ có quyết định sai, ảnh hưởng về sau. Tháng 7, người tuổi Sửu cần phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động lễ lạc, giấy tờ, thủ tục nên tình hình tài chính không mấy khả quan. Do đó, người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên dành tiền vào những khoản không cần thiết. Anh chị Tân Sửu còn đang lắng nghe không ạ? 2025 thuận lợi hay đại hạn? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay tại video số này. Thưa anh chị Tân Sửu, nếu bây giờ chúng tôi luận giải tiếp 2024 thì sẽ chẳng có gì thú vị với bản mệnh nữa. Vì năm 2024 cũng đã luận giải nhiều rồi. Tuy nhiên năm 2025 sẽ là một năm cực kỳ bùng nổ với bản mệnh tuổi này. Nói thì có vẻ hơi xa vì tận nửa năm nữa mới đến, nhưng anh chị có thể nghe chơi chơi cũng được. Nhưng cái cần nhớ thì hãy ghi chép lại vì năm này hứa hẹn rất nhiều tới anh chị. Tử vi năm 2025 tuổi Sửu. Tổng quan, xem tử vi tuổi Sửu năm 2025, thìn dần bán hợp. Người tuổi Sửu luôn có được may mắn trong vận trình của mình. Tuy nhiên, trong năm cát tinh và hung tinh đang xen, chỉ đủ giữ cho con giáp này bình ổn, không phải trải qua sóng gió quá lớn. Nếu muốn phát triển mạnh, bản mệnh cần phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Sự nghiệp, đường công danh sự nghiệp của tuổi này khá ổn định trong năm 2025 nhờ được long trì cát tinh hỗ trợ. Cát tinh này sẽ giúp cho những người tuổi Trâu không gặp phải quá nhiều trắc trở khó khăn trong công việc. Hơn thế nữa, long trì còn mang tới cho bản mệnh nhiều cơ may thăng quan tiến chức trong năm Tân Sửu. Nếu tuổi Sửu đầu tư thời gian cho học hành, nghiên cứu thêm kiến thức cho công việc thì khả năng để phát triển sẽ càng lớn hơn. Tuy nhiên, cũng bởi vì khả năng thăng tiến lớn, thành công cao nên con giáp này càng dễ gặp phải đối thủ cạnh tranh. Quan phù hung tinh có thể sẽ dẫn đến nguy cơ kiện tụng, phá hoại do bị tiểu nhân chơi xấu. Tài lộc, theo lịch vạn niên, nửa đầu năm thìn, tài vận của con giáp này cực tốt, không phải nhờ may mắn mà do chính nỗ lực của bản thân nên giành được túi tiền tăng lên nhanh chóng mà vẫn bền vững. Tuy nhiên trong năm có ngũ quỷ chủ về tiểu nhân, con giáp này dễ gặp phải rắc rối do tiểu nhân quấy phá. Có tiền thì cũng nên khiêm nhường, đừng khoe khoang quá mức mà gây hại cho chính mình. Cả thiên tài và thực thần cùng chiếu mệnh,
nửa cuối năm là thời điểm mà chuyện kinh doanh của con giáp này cực kỳ phát triển, tiền bạc về nhà nhiều như nước. Lúc này thì yếu tố may mắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn, tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần, hốt vàng hốt bạc. Tình cảm, vận trình tình cảm của tuổi Sửu là điểm sáng trong năm 2025. Người độc thân có thể nhờ đào hoa nở rộ mà tìm được người phù hợp với mình, đón tin vui về tình duyên. Long đức quý nhân, chỗ về sự nhân hậu, bao dung, các cặp đôi đã hiểu và thông cảm cho nhau, không chấp nhặt những chuyện nhỏ. Đôi bên cùng nỗ lực và cố gắng với nhau, tình cảm chỉ có tăng tiến thôi, chứ chẳng thể nào giảm đi. Sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Sửu khá bình ổn, long đức quý nhân giải trừ tai ương nhỏ, diệt bỏ ốm đau, vì thế mà bản mệnh không mắc phải bệnh tật gì quá nghiêm trọng. Có điều con giáp này đừng tham công tiếc việc quá mức, mà hãy tạo cho mình thói quen sinh hoạt tốt để giúp sức khỏe dồi dào bền vững. Tử vi từng tháng năm 2025. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2025, công việc cũng bị kiếp tài ảnh hưởng tiêu cực. Dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn khó tránh khỏi sai lầm, kết quả thu về tạm ổn chứ chưa thực sự khiến bản mệnh mãn nguyện, có dấu hiệu hao tốn tiền của, phá tài, tài vẫn có phần kém sắc, chú trọng tích lũy và quản chặt tài chính. Tình cảm đôi bên hòa hợp, gia đạo nhìn chung an yên, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng. Vận trình sức khỏe khá ổn định, bản mệnh yên tâm đón Tết cổ truyền, hạnh phúc bên người thân. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2025, bước sang tháng tam hợp, tử vi tuổi Sửu bỗng bừng sáng, mưu sự cát lành, có quý nhân giúp sức, công việc khá áp lực nhưng phù hợp với năng lực thích ứng, cuối cùng vẫn có kết quả tốt đẹp, đề phòng tiểu nhân. Tình hình tài chính có biến động khá lớn, đa phần theo chiều hướng tích cực, đã tới lúc bạn khẳng định khả năng kinh doanh hay đầu tư của mình. Được bán hợp quý nhân xe duyên, nhân duyên của người độc thân khá vượng, vợ chồng hòa hợp, tình hình sức khỏe của tuổi Sửu không đáng ngại. Tuy nhiên, có chút rắc rối với bệnh cũ tái phát hoặc xảy ra tai nạn bất ngờ. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2025, trong tháng Bính Thìn năm 2025, vận trình bản mệnh vẫn trên đà thuận lợi, tuy nhiên giảm hơn so với tháng trước, vận trình trong thuận có nghịch, trong cát tàn hung, cẩn tắc vô u, cả chính tài và thứ tài đều khá vượng. Có thể đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, một số bạn còn gặp may về tiền bạc, mua hàng dễ trúng thưởng. Sức khỏe tuổi Sửu ngày càng chuyển biến tích cực, người ốm bệnh nhanh chóng phục hồi thể trạng, tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2025, sang tháng Đinh Tỵ, vận trình của người tuổi Sửu vẫn trên đà hanh thông, hầu như không gặp trở ngại nào quá lớn, có chăng chỉ là một vài khó khăn tức thì, bản mệnh sẽ giải quyết xong xuôi bằng sự thông minh và khéo léo của mình. Tài vận khá vượng, đầu tư có dấu hiệu thu lời, tiếp tục duy trì sẽ gặt hái thành quả lớn. Phương diện tình cảm khá lý tưởng, vận đào hoa nở rộ, đời sống vợ chồng hòa hợp, sức khỏe không vấn đề nghiêm trọng, có điều chú ý khi lái xe, đề phòng tai nạn. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2025, khó khăn trong công việc có quý nhân đứng ra trợ lực, nhưng cái chính vẫn dựa vào sự cố gắng của bản thân bạn. Tình hình tài chính có phần sa sút do một vài nguồn thu phụ bị dừng lại. Tình hình sức khỏe của tuổi Sửu không có gì đáng lo ngại. Tháng này người độc thân sẽ cảm thấy mơ hồ trong chuyện yêu đương, vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2025, công việc tiến triển đều đều, nhưng thành quả gặt hái được chưa khiến bản mệnh thực sự hài lòng. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tháng khả quan, đi xa thì tài lộc càng vượng nên cẩn trọng khi đầu tư. Tình cảm dần ổn định hơn trước, sức khỏe bất ổn, cần chú trọng dưỡng sinh, nghỉ ngơi điều độ, nếu có thể đi du lịch để thư giãn tinh thần. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2025, công việc có nhiều sự thay đổi, gặp rắc rối với vấn đề về con người, các mối quan hệ xã giao bị ác hóa, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ, tài vận tăng giảm bất ổn, thứ tài có lúc khởi vượng, khi lại giảm sút mạnh nên tránh các dự án đầu tư. Về phương diện sức khỏe, chú ý ăn uống khoa học, đi ngủ đúng giờ, thức quá khuya, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật,
làm giảm sức đề kháng, từ đó dễ mắc các bệnh theo mùa. Người độc thân ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, đời sống hôn nhân gặp trục trặc do áp lực từ công việc, tài chính. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2025, người tuổi Sửu được tam hợp quý nhân nâng đỡ, vận trình cát lợi, khởi sắc rõ rệt, những trở ngại, rắc rối trong công việc lần lượt được giải quyết, mọi thứ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, tài vận có sự chuyển biến tích cực, thu nhập từ chính tài ổn định, thứ tài có tăng nhẹ nhưng chưa ổn định, nếu đầu tư vẫn phải thận trọng. Về sức khỏe, chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đề phòng bị ngộ độc thực phẩm cấp tính. Phương diện tình cảm cần đề phòng đào hoa dữ, vợ chồng thiếu sự hòa hợp. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2025, công việc cạnh tranh khốc liệt, có kẻ tiểu nhân hãm hại, muốn kê cao gối ngủ cũng khó trong giai đoạn này. Tài vận khó mà như ý, khi tiện kiếm được bao nhiêu lại tiêu sạch. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều, lại có dấu hiệu phá tài, cần thận trọng. Tháng này đào hoa khá vượng, thích hợp cho người độc thân, tìm được nửa kia, có lợi cho các cặp đôi tính chuyện kết hôn. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng lại xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Sức khỏe tháng này khá ổn định, tuổi Sửu không mắc bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên bệnh vặt khó tránh. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2025, công việc trì trệ, gặp trở ngại tứ phía, cần phải hành sự thận trọng, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc, như vậy mới hạn chế sai lầm phát sinh. Mối quan hệ xã giao không lý tưởng, tài vận giảm sút, trong khi thu nhập không tăng mà các khoản thu lại nhảy vọt, rất dễ rơi vào tình cảnh vay mượn, nợ nần. Tình cảm nên để thuận theo tự nhiên, người độc thân nên tập trung vào công việc, chuyện yêu đương chưa đâu vào đâu. Vận trình sức khỏe không lý tưởng, áp lực tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể mệt mỏi, không có sức lực. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2025, tháng này tài tinh bị tổn hại, không thích hợp đầu tư ở bất kỳ hạng mục nào. Nếu đang có trong tay một vài dự án đầu tư, cần biết điểm dừng, đừng liều lĩnh và tham lam quá kẻo trắng tay. Chuyện tình cảm nảy sinh nhiều bất đồng, mâu thuẫn, sức khỏe có thể xảy ra tai nạn xe cộ bất ngờ hoặc bị chấn thương trong lao động, bệnh cũ tái phát cục bộ. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2025, công việc tuy gấp gáp và có áp lực, nhưng bản mệnh vẫn xử lý ổn thỏa, hút sự tín nhiệm từ cấp trên, mở rộng cơ hội thăng tiến. Tài lộc vì thế cũng có tiến triển tốt hơn. Người làm công ăn lương không những nhận khoản tiền lương xứng đáng mà tiền thưởng Tết cũng không hề nhỏ. Tình cảm tiến triển thuận lợi, vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Sức khỏe tuổi Sửu khá tốt, bệnh nghiêm trọng không mắc. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được sự thật rùng mình. Tuổi Tân Sửu 1961 càng già càng giàu, đổi vận phát tài đúng 3 tháng tới. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về ân oán. Không giận không oán sẽ không đau khổ. Lời Phật dạy về ân oán giúp ta hiểu ra rằng oán giận có thể khiến con người phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa và rơi vào đau khổ không thể thoát ra. Nó chính là nguồn cơn gây nên những sự rắc rối và muộn phiền trong cuộc sống. 1. Chuyện ân oán giữa người với người. Giữa người với người, tất cả đều được quy kết trong hai chữ ân oán. Chuyện ân oán trên cõi đời tức là chuyện ân nghĩa và oán thù. Ân oán là do yêu ghét mà ra. Một gia đình máu mủ ruột thịt, nhưng chỉ cần có xảy ra tranh chấp lợi ích, tài sản, người thân lập tức coi nhau như xa lạ, oán hận lẫn nhau. Đó không phải ân oán gia đình sao? Một cơ quan đoàn thể, mọi người đều có chung mục tiêu phấn đấu, đưa tổ chức đi lên, lớn mạnh hơn. Nhưng chỉ vì chức vụ, địa vị mà ghen ghét đố kỵ lẫn nhau, thậm chí còn hãm hại nhằm hạ bệ lẫn nhau. Đây không phải là ân oán đoàn thể sao? Người dân của cùng một đất nước, những người đồng bào có chung gốc gác, giống nòi nhưng lại đã kích, tranh đấu, giết hại nhau, chẳng phải đó là ân oán quốc gia sao? Các quốc gia trên thế giới vốn có thể sống chung hòa bình, trợ giúp lẫn nhau nhưng lại tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh nổ ra khiến người vô tội hy sinh,
không phải chính là ân oán thế giới hay sao? Từ xưa tới nay, ân oán cứ thế liên miên chẳng dứt. Lời Phật dạy về ân oán cũng nói rằng nó là một cảm xúc tiêu cực, chỉ khiến lòng người bất an, đầu óc chẳng lúc nào thanh thản. Vậy tại sao con người vẫn lựa chọn ân oán? Há chẳng phải là tự làm khổ bản thân mình hay sao? 2. Ân oán xảy ra do bản ngã của con người. Con người ta thường dễ quên đi chuyện ân nghĩa, ơn giúp đỡ, nhưng lại ghi nhớ oán thù cả đời. Đến khi chết, có lẽ vẫn chưa buông bỏ được sự oán hận về một điều gì đó. Bởi vậy mới có những quan niệm về ân oán như 10 năm báo thù chưa muộn, mối thù truyền kiếp, có thù tất báo. Vậy ân oán giữa người với người vì đâu mà nên? Lời Phật dạy về ân oán rằng nó xảy ra do chính bản ngã của mỗi người. Con người có lòng tự ái rất cao, chỉ coi trọng bản thân mình, cho nên chỉ cần một lời không vừa tai, một sự thất ý, họ lập tức có thể quên sạch những yêu thương, ơn nghĩa trước đó để trở nên ghét bỏ, thậm chí vừa oán vừa hận một cách dễ dàng. Và thế là ân ân oán oán cứ dây dưa mãi không dứt, đau khổ muộn phiền trong cuộc sống cũng sinh ra từ đó. Cần phải biết rằng chuyện ân oán hay thương ghét trên đời chính là nguyên nhân khiến chúng sinh rơi vào bể khổ, đau đớn không thể thoát ra. Chúng như những cơn sóng dữ cao ngất ngoài biển cả bao la, liên tiếp đổ ập và nhấn chìm người có tâm hồn yếu đuối, không có nghị lực mạnh mẽ, khiến họ ngụp lặn trong ân oán thù hận, khó mà sống một đời an yên, tự tại. 3. Không giận, không oán sẽ không đau khổ. Trên đời này, chữ ân thì ít mà chữ oán thì nhiều. Bởi vậy con người mới cứ mãi vùng vẫy trong nỗi muộn phiền vì chuyện vay rồi trả, trả rồi vay, cứ thế triền miên mãi không dứt do chính bản thân mình gây ra. Người ta cứ hay than vãn, sao số tôi khổ thế, bao giờ tôi mới hết khổ, nhưng lại không tự ngẫm lại xem mình đã sống thế nào. Hay người ta cũng thường hay cãi từ, có thù có oán mà không trả sao đáng làm người. Ai cũng chỉ chăm chăm ăn miếng trả miếng người khác, như vậy thì sao mà không loạn cho được. Trả thù một người thì dễ, nhưng để người từng đặt điều hãm hại mình, biến lòng thù hận trở thành sự kính nể với mình lại khó vô cùng. Bị người vô cớ vô lý thù ghét, chúng ta không ghi hận, không oán giận mà đi tìm hiểu nguyên do, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cũng chính những người từng ghét ta ấy, có khi có dịp ta lại giúp đỡ họ lúc họ hoạn nạn khó khăn. Như vậy oán hận sẽ được giải quyết rất dễ dàng, biến thù thành bạn. Như vậy sẽ tốt hơn là cứ tiếp tục tranh đấu, mang lòng thù hận, để rồi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị trả thù, ngày không ăn ngon, tối ngủ không yên. Chúng ta nên biết rằng không có việc gì trên đời này tự nhiên mà có, tất cả đều do hai chữ nhân quả. Hay nói cách khác, những oán thù mình gặp hôm nay thực chất đều là hậu quả của cái xấu cái ác mà mình đã tạo ra từ trước đó. Mình khổ do chính mình chứ chẳng phải ai khác làm. Mọi việc trên đời đều do cái tâm mình sinh ra. Muốn được sống sung sướng hạnh phúc thì hãy sống thiện, sống biết báo ơn. Còn cứ mãi ôm hận, tham lam, sân si ích kỷ thì chỉ có thể sống trong đau khổ, phiền não cả đời mà thôi. Người hay sinh sự thì sẽ luôn gặp rắc rối. Đó gọi là gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặt quả ấy. Dù có liên tục cầu nguyện khấn vái thì cũng chỉ nhận lại sự bình an tạm thời cho tâm hồn mà thôi. Còn bình an dài lâu thực sự chỉ đến khi người ta có thiện tâm, sống trên thiên đàng hay vẫy vùng dưới địa ngục, phụ thuộc vào cái tâm của chính chúng ta. Cũng giống như tĩnh lặng hay dữ dội đều là trạng thái của biển vậy. Tóm lại, ân oán là chuyện chẳng thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng chắc chắn không giận không oán sẽ không còn khổ đau. Người hiểu được đạo lý đó, biết tu tâm dưỡng tính, sẽ chẳng bao giờ sinh lòng oán hận, để rồi tự mình làm khổ mình. Người không sáng tỏ được sẽ mãi đắm chìm trong oán thù khổ đau, chẳng thể thoát ra được. 4. Chọn đền ơn hay báo oán là phúc nghiệp của mỗi người. Trong cuộc sống, có nhiều người giúp đỡ làm ơn cho người khác, dù là việc lớn hay nhỏ, vật chất hay tinh thần, cũng luôn muốn người nhận ơn phải ghi lòng tạc dạ ân nghĩa của mình, để rồi hễ đi đâu, dịp nào
cũng kể lể công ơn, khiến người nhận ơn cảm thấy phiền hà, bực bội, không còn muốn gặp mặt người đã giúp đỡ mình nữa. Vậy là người làm ơn thì trách cứ, người nhận ơn là kẻ vô ơn. Cứ thế tình cảm sứt mẻ, mối quan hệ của hai bên căng thẳng, chán ghét, khiến cả hai rơi vào phiền não. Ngược lại, người đã mang ơn từ người khác, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, phải biết tri ân báo đáp, đừng bao giờ quên lúc mình khó khăn nhất, ai đã đưa bàn tay cứu giúp mình. Từ ân nghĩa biến thành oán thù rất dễ, nhưng từ oán thù hóa ân nghĩa lại khó vô cùng. Từ xưa tới nay, có lẽ chỉ có những bậc thánh hiền anh minh, có tu dưỡng đạo đức mới có thể làm được điều đó và hưởng cuộc sống thanh thản, không sầu lo. Suy cho cùng, mọi sự trả đũa, trả thù của con người cũng chỉ để thỏa cái tâm sân si, ăn miếng trả miếng của bản thân mà thôi. Thử hỏi, nếu cứ như vậy thì bao giờ oán thù mới chấm dứt, bao giờ mới được an ổn vui sống? Có những người lúc nào cũng vui vẻ, làm ăn thuận buồm xuôi gió, gia đình êm ấm hạnh phúc, con cháu đông đúc hiếu thảo, bạn bè xa gần, đi đâu cũng được yêu quý. Đó chính là phúc báo mà họ nhận được, bởi kiếp trước đã làm nhiều điều thiện, việc tốt, biết tri ân báo đáp người đã cứu giúp mình, cho nên kiếp này họ được hưởng thành quả tốt đẹp đó. Còn có những người lông đông lận đần, nhà tan cửa hoang, nợ nần chồng chất, bạn bè lợi dụng nhau, mọi người ghét bỏ, bởi đó là nghiệp báo mà họ phải nhận do kiếp trước không hành thiện tích đức, lấy oán báo ơn, kiếp này mới phải chịu những hậu quả nặng nề như vậy. Người làm ơn nhưng quên ngay chuyện mình đã làm sẽ nhận được phúc lành vô cùng. Còn người nhận ơn nếu biết ghi lòng tạc dạ, có dịp lại thể hiện lòng biết ơn thì chẳng bao giờ lo nặng nghiệp. Thế mới thấy, chọn đền ơn hay báo oán là phúc nghiệp của mỗi người. Đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về ân oán. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé. Nghe được mệnh trời, tuổi Tân Sửu 1961, trúng số liên tục, đổi đời đại gia ngay ngày mai. Những người anh chị tin yêu nhất sẽ làm anh chị tổn thương nhiều nhất. Tuy nhiên, kể cả trong thời khắc tâm tối nhất, mọi thứ trên đời này sẽ không ngừng vận hành để vỗ về anh chị đâu. Nên hãy tự mạnh mẽ, tự kiên cường, tự nhận thức, tự an ủi bản thân và ngừng ban phát lòng nhân của mình cho những người không xứng đáng Tân Sửu nhé. Video số này, tôi sẽ không nói nhiều về dự báo, cũng chẳng khuyên Tân Sửu nên làm cái gì, vì khuyên nhiều, viết lắm cũng chỉ vậy, nên chỉ nhắn lại với Tân Sửu vài điều này. Cuộc đời khổ cực của anh chị sắp chấm dứt, những thứ đáng được hưởng sẽ tụ về thân. Cứ thế, Tân Sửu sẽ phất lên nhanh chóng, dẫu như vũ bão. Thưa Tân Sửu thân mến, đừng ngại mất lòng người khác khi anh chị học cách ưu tiên bản thân. Đừng cố sống vẹn toàn, cho tròn những kỳ vọng người ngoài đặt lên anh chị. Công dung ngôn hành, trí dũng lễ nghĩa là những thứ xa xỉ phẩm của nhân loại. Anh chị không nhất thiết phải đáp ứng nhiều khi. Ăn món mà anh chị thích, làm điều mà anh chị vui, ích kỷ một tí cũng chẳng có gì là sai cả. Rồi sau đấy, tự tin vào chính mình, mạnh dạn mà tiến bước, chăm chỉ nhiều hơn, cười với sự cô độc nhiều hơn, thấu hiểu tư duy suy nghĩ trình độ của mình nhiều hơn. Sau đó, bước một chân rón rén ra khỏi cái vòng quen thuộc, nhìn trái nhìn phải, khi thấy ổn thì nhảy hai chân ra ngoài. Cả một bầu trời rộng lớn đang đợi anh chị, chỉ cần anh chị mạnh dạn quyết đoán mà thôi. Này quý anh chị thân mến, vẫn biết Tân Sửu chán chờ đợi lắm rồi, chán ngóng trông lắm rồi, nhưng mà thời điểm chưa tới, cưỡng cầu cũng vô dụng. Nên thay vì cố đắm ăn xôi để chẳng được gì hết, thì tốt nhất thà không vội vàng gì, để chẳng được gì thì cũng chẳng mất gì vào thân. Rồi sẽ đến thời điểm được bù vận bù may,
còn giờ giảng đơn là một khúc nghỉ ngơi, một đoạn thư giãn, làm cái gì cũng đủng đỉnh, cũng thông thả, thậm chí xác định làm cho có, chứ méo mó chắc sẽ chẳng có gì trong cái tháng năm âm củ chuối này. Lại nói trời vẫn có nhìn, nhưng người vẫn có hại, nên cứ coi như ta nợ họ, và chấp nhận những gì họ đang làm với ta. Một chút thị phi, một chút nuốt lời, đôi ba sự thất hứa cũng là lẽ thường trong sự vận hành của nhân sinh, chớ quá muộn phiền. Ngày mai là thời điểm người tuổi Sửu đương đầu thái tuế, lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, ảnh hưởng khiến vận trình sa sút, mưu sự khó thành. Đây quả là tin không vui với con giáp này ngay từ đầu năm mới. Do hung họa nhiều hơn các lành, bản mệnh cần hành sự hết sức thận trọng để tránh gặp phải tai ương, đặc biệt là trong công việc, áp lực đè nặng, liên tiếp gặp nhiều sự cố, có kẻ tiểu nhân đùng đẩy trách nhiệm hoặc ném đá dấu tay, khiến anh chị vừa phải lo giải quyết công việc, vừa phải chật vật đối phó với những chiêu trò mà kẻ xấu sắp đặt. Đừng quá lo lắng, hãy cứ bình tĩnh làm từng việc một, mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy. Nếu đánh mất bình tĩnh vào lúc này, bản mệnh rất dễ rước họa vào thân, đúng như điều kẻ tiểu nhân mong muốn, nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến đường tiến thân trong tương lai của mình. Dưới tác động từ âm sát hung tinh, tình cảm không được lý tưởng, mâu thuẫn vợ chồng lớn dần nhưng không được xử lý kịp thời, nên rạn nứt ngày càng rõ ràng hơn. Các cặp đôi ngày càng có xu hướng xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp về cả vấn đề tâm và sinh lý, điều đó gây ra hàng loạt mâu thuẫn, xung đột. Phương diện sức khỏe trong tháng cũng không thể chủ quan. Vận xui có thể gây ra tai nạn bất ngờ, họa huyết quang, bệnh cũ tái phát, thể chất giảm sút, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, dễ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà, tránh bị âm sát hãm hại. Điểm sáng duy nhất của bản mệnh trong tháng này có lẽ nằm ở phương diện tài lộc. Đây quả là tin vui, an ủi anh chị phần nào. Tài vận khá, có lộc trời ban, anh chị cũng có thể nhận được khoản tiền bất ngờ, đó có thể là khoản cho vay đòi lại hoặc được một khoản hoa hồng nào đó. Xem tử vi ngày mai tuổi Sửu, vận trình công danh của con giáp này không được lý tưởng như mong đợi, mưu sự khó thành, bản mệnh đương đầu với thái tuế, lại thêm nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, khiến vận khí khá bất ổn, nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Tháng này bản mệnh đã phải chịu không ít áp lực, anh chị không còn thời gian để thảnh thơi làm những việc yêu thích nữa. Con giáp này thường phải tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hầu như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, nghĩ đến sở thích cá nhân, thậm chí có không ít ngày còn phải mang việc về nhà làm. Ấy vậy mà hiệu quả không cao, kết quả công việc chưa được như mong muốn. Thời điểm này, đòi hỏi bản mệnh cần chuẩn bị một sức chịu đựng bền bỉ, bằng không dễ có ý định nhảy việc. Trong tháng lại có nhiều hung tinh xung chiếu như âm sát ngấm ngầm hãm hại, công việc còn có điểm tiểu nhân quấy phá, đùng đẩy trách nhiệm hoặc ném đá dấu tay, khiến anh chị vừa phải lo giải quyết công việc, vừa phải chật vật đối phó với những chiêu trò mà kẻ xấu sắp đặt. Một tháng hung họa nhiều hơn cát lành, bản mệnh cần hành sự hết sức thận trọng để tránh gặp phải tai ương, nhất là khi tính tình con giáp này lại bộc trực, thẳng thắn, ít chú ý tới lời ăn tiếng nói nên rất dễ gặp vạ miệng. Hãy thận trọng hơn để có thể tiến xa hơn về công danh. Đừng quá lo lắng, hãy cứ bình tĩnh làm từng việc một, mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy. Nếu đánh mất bình tĩnh vào lúc này, bản mệnh rất dễ rước họa vào thân, đúng như điều kẻ tiểu nhân mong muốn, nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến đường tiến thân trong tương lai của mình. Theo tử vi 2024, tài vận trong tháng của người tuổi Sửu khá sáng, là niềm an ủi không nhỏ cho con giáp này sau những khó khăn, áp lực phải đối mặt trong công việc. Thiên tài xuất hiện giúp chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều ngay từ tháng đầu năm mới. Điểm báo tử vi còn cho thấy, anh chị có lộc trời ban, nhận được những khoản tiền bất ngờ mà đến chính anh chị cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Đó có thể là khoản cho vay đòi lại hoặc một khoản hoa hồng nào đó. Khởi đầu một năm với tình hình kinh tế ổn định, như vậy cũng không tồi phải không? Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa anh chị có thể chủ quan
bởi khung tinh trong tháng khá nhiều, tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán. Nếu anh chị không có kế hoạch sử dụng tài chính hợp lý, chi tiêu trong tháng rất dễ tăng đột biến cho những kế hoạch ăn chơi, lễ chùa. Lưu ý tránh sử dụng quá nhiều tiền trong cùng một thời điểm, càng dễ bị phá tài. Người tuổi Sửu vốn là những người biết hưởng thụ đồng tiền mình làm ra, tuy nhiên suy nghĩ trước khi tiêu tiền thì mới là người tiêu dùng thông minh. Theo phi tinh tháng, sao Bát Bạch chủ tài lộc bay về hướng Đông Bắc. Tại đây, anh chị cần lưu ý dọn dẹp, bài trí đồ đạc hợp lý gọn gàng, tránh đặt những vật có kích thước to, nặng ở đó, kẻo gây ra từ trường nhiễu loạn, ảnh hưởng xấu tới tài khí. Căn cứ vào tử vi ngay ngày mai của 12 con giáp âm lịch, dưới tác động từ âm sát hung tinh, chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng Canh Dần này không được lý tưởng cho lắm. Dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp, đều gặp không ít rắc rối. Mâu thuẫn vợ chồng lớn dần nhưng không được xử lý kịp thời nên rạn nứt ngày càng rõ ràng hơn. Các cặp đôi ngày càng có xu hướng xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp cả về vấn đề tâm và sinh lý, điều đó gây ra hàng loạt mâu thuẫn và xung đột. Đã vậy trong tháng, còn có thái tuế mang thêm thử thách về sự chung thủy. Nếu cứ tiếp tục để tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện hoặc tình cảm ngoài luồng. Bản mệnh cần lý trí hơn, tránh việc cảm xúc cá nhân mà tự tay phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau là cách đơn giản mà hiệu quả để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hoặc anh chị cũng có thể nhờ tới sự hòa giải của người quen khi xảy ra mâu thuẫn. Theo cửu cung phi tinh tháng, nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỷ khánh, ngụ ở vị trí chính bắc. Khu vực này nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, để các khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho anh chị về chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình. Ở phương diện sức khỏe, người tuổi Sửu cũng không thể chủ quan. Tình hình thể chất trong tháng giảm sút, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, dễ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Anh chị cũng cần chú ý cân bằng trạng thái tinh thần, tránh bị áp lực quá nhiều, dẫn tới căng thẳng thần kinh, đau nửa đầu dữ dội. Chú ý các biện pháp dưỡng sinh bằng thực phẩm, ăn uống thanh đạm, hạn chế các đồ quá giàu dinh dưỡng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi và trẻ nhỏ trong nhà, tránh bị âm sát hãm hại. Vận xui do hung tinh chiếu rọi, có thể gây ra tai nạn bất ngờ, họa huyết quang, bệnh cụ tái phát. Nếu có việc phải xuất hành đi xa, anh chị nên chú ý đi đứng tuân thủ quy tắc giao thông, tránh phóng nhanh vượt ẩu kẻo gây ra tai nạn, hại mình, hại người thân và cả những người xung quanh. Tân Sửu của tôi ơi, cuộc đời của anh chị chẳng mấy khi được an nhàn, mặc dù anh chị cũng đã cố gắng rất nhiều. Vậy nguyên nhân do đâu và cách cải vận ra sao thì mong anh chị hãy tiếp tục lắng nghe nhé. Bà chúa Ngọc Độ Mạng, quý Sửu cung cấn số trai, vàng ở trong cát ráng tìm giàu ngay, số tuổi no đủ mọi đường, trước kim phú quý thọ khương một đời, ôn hòa trung hiếu tánh người, gia đình giáo dục tự người hiền lương. Bạc tiền không có thì thôi, có thì ai hỏi cũng trao tay liền. Ăn rồi phản phúc tự nhiên, ơn đâu chẳng thấy oán liền theo tay. Có tánh nóng nảy chẳng hay, gặp ai thách đố ra oai đánh liền. Mạnh yếu người cũng chẳng kiên, ai cản chẳng được như điên biết gì. Cuộc sống, tuổi Quý Sửu một đời có nhiều hay đẹp, trong đời có nhiều may mắn, vì tài lộc cũng như về công danh và sự nghiệp, có phần lên cao vào trung vận và hậu vận có kết quả tốt. Tóm lại, tuổi Quý Sửu có nhiều may mắn trong suốt cuộc đời. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Quý Sửu chia ra làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sanh vào những tháng này thì tuổi Quý Sửu có thay đổi 3 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là anh chị sinh vào những tháng 5, 6 và 9 âm lịch. Nếu anh chị sanh vào những tháng này thì cuộc đời có thay đổi 2 lần về tình duyên và hạnh phúc, đó là anh chị sinh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch. Nếu anh chị sinh vào những tháng này thì cuộc sống một chồng một vợ, đó là anh chị sinh vào những tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Gia đạo, công danh, phần gia đạo được tốt về thời trung vận và con cái có nhiều hay đẹp, công danh được lên cao vào khoảng từ tuổi 24 trở đi, sự nghiệp tốt đẹp, tiền bạc được đầy đủ
và có thể sống giàu sang vào lúc tuổi từ khoảng trung vận trở đi. Những tuổi hợp làm ăn, trong việc làm ăn hay hùng hợp, tuổi Quý Sửu nên hợp tác với những tuổi này sẽ có nhiều thắng lợi về tài lộc, đó là các tuổi Quý Sửu, Bính Thân, Kỷ Hợi. Lựa chọn vợ chồng. Nếu lựa chọn vợ chồng muốn được cao sang quyền quý thì anh chị nên lựa chọn những tuổi này: Quý Sửu, Bính Thân, Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần, Quý Tỵ, vì những tuổi này rất hợp với tuổi Quý Sửu trên mọi lĩnh vực. Nếu kết duyên với những tuổi này thì anh chị chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Thìn. Nếu kết hôn với những tuổi này thì anh chị sẽ bị nghèo khổ vì không hợp về đường tình duyên, cũng không hợp về đường tài lộc, nên chị sống nghèo khổ suốt đời, đó là các tuổi Ất Mùi, Tân Sửu. Những năm này anh chị không nên cưới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng. Đó là những năm mà anh chị ở vào số tuổi 17, 19, 25, 29, 31, 37 và 41 tuổi. Nếu anh chị sanh vào những tháng này, anh chị sẽ có nhiều vợ. Đó là anh chị sanh vào những tháng 1, 5, 6, 9, 10, 12 âm lịch, những tuổi đại kỳ. Những tuổi này rất đại kỳ trong việc kết hôn hay làm ăn. Đó là các tuổi Đinh Dậu, Quý Mão, Kỷ Dậu, Tân Mão. Kết duyên với những tuổi này sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời. Khi gặp tuổi đại kỳ, nếu là người hôn phối thì lúc kết hôn không nên tổ chức linh đình. Nếu là người trong thân thuộc thì nên cố gắng nhường nhịn nhau. Cần nhất là phải xem đúng sao hạn, nhưng tốt hơn hết là không nên hùng hạp làm ăn với những người có tuổi khắc kỵ với mình. Dù có cố gắng, anh chị cũng sẽ khó thành công như ý muốn được. Những năm khó khăn nhất, tuổi Quý Sửu phải qua những năm khó khăn nhất là những năm mà anh chị ở vào số tuổi 20, 25, 27 và 34 tuổi, ngày giờ xuất hành hợp nhất. Tuổi này nên xuất hành vào những ngày lẻ, tháng lẻ và giờ chẵn thì hợp nhất, rất tốt đẹp cho sự làm ăn và gặp được nhiều thắng lợi cho cuộc đời của anh chị trên mọi lĩnh vực. Diễn tiến từng năm, từ 20 đến 25 tuổi. 20 tuổi, năm này nên thận trọng về bổn mạng cũng như về cuộc sống, có phần thay đổi về bổn mạng cũng như về cuộc sống có phần thay đổi và nhiều lo buồn. 21 và 22 tuổi, năm này có nhiều việc phát triển khả năng nghề nghiệp cũng như về cuộc sống. 23 và 24 tuổi, hai năm này làm ăn và phát đạt, chuyện tâm tình có nhiều êm đẹp. 25 tuổi là năm trung bình, từ 26 đến 30 tuổi. 26 tuổi khá tốt nên tạo một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp về công danh. 27 và 28 tuổi, hai năm này việc làm ăn cũng như công danh phát đạt mạnh mẽ. 29 đến 30 tuổi, hai năm này được tốt về phần tài lộc cũng như về cuộc sống hiện tại. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi năm này đẹp, có triển vọng về công danh và sự nghiệp. 32 và 33 tuổi, hai năm này cũng khá tốt, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về mọi chuyện hùng hạp, coi chừng đau bệnh bất ngờ hoặc bị tiếng thị phi. Nhất là năm 33 tuổi, 34 và 35 tuổi, hai năm này nên cẩn thận việc làm ăn cũng như về phần gia đạo, coi chừng con cái có đứa bị tai nạn về lửa hoặc xe cộ. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi bắt đầu lại có nhiều tốt đẹp về việc làm ăn cũng như về gia đạo. 37 và 38 tuổi nên cẩn thận về việc xã giao, hai năm này có đại nạn không nên đi xa. 39 và 40 tuổi, hai năm này tài lộc điều hòa, không có việc gì xảy ra trong gia đình cũng như về sự nghiệp. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi khá tốt về phần tài lộc. 42 tuổi, trọn vẹn toàn năm phát triển vĩ đại trên mọi lĩnh vực. 43 và 44 tuổi, hai năm này trở lại trung bình, nên cẩn thận về công danh và sự nghiệp. 45 tuổi, cẩn thận, đề phòng tai nạn hay những việc làm ăn, hùng hạp với những người xa lạ, không tin cẩn. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này nên cẩn thận về phần gia đạo, cũng như về cuộc đời, số không được nhiều may mắn cho phần bổn mạng hay cuộc sống tài lộc bình thường. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, khoảng thời gian này yên tĩnh, bổn mạng vượng trở lại, việc làm ăn có phần phát triển mạnh mẽ, không nên đi xa hay hùng hạp và tiền bạc vào những năm này.
từ năm 56 đến năm 60 tuổi, thời gian này nên lo cho gia đình thì tốt hơn, không nên phát triển làm ăn quá mạnh sẽ bị thiệt hại, mà chỉ nên làm ăn trong mức độ bình thường mà thôi. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được, nghe được mệnh trời, tuổi Tân Sửu 1961 trúng số liên tục, đổi đời đại gia ngay ngày mai. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về. Phật dạy cách làm giàu không mất phước, làm đúng ung dung hưởng phúc trọn đời. Có một cuộc sống giàu sang phú quý, tài chính dư giả và viên mãn luôn là điều ai cũng mong muốn và cố gắng hướng tới. Vậy làm sao để có được điều đó? Hãy lắng nghe và học theo lời Phật dạy, cách làm giàu không mất phước dưới đây. 1. Làm giàu bất chấp gây hậu quả gì? Sống ở đời, ai chẳng mong được sinh ra vào nhà khá giả, có điều kiện để học hành cũng như tạo dựng vốn liếng làm ăn, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc an vui. Nhưng trớ trêu cho kiếp người là không ai có thể chọn lựa cho mình một hoàn cảnh để sinh ra. Sinh vào nhà cha mẹ là ai, gia cảnh như thế nào là điều mà ta không thể tự quyết được. Tất cả đều do nghiệp duyên quá khứ của mình dẫn dắt. Trong con mắt người đời, những người sở hữu nhà cao cửa rộng, xe hơi, điện thoại đắt tiền, tài sản khổng lồ, làm ăn như diều gặp gió thì được coi là giàu có, không khỏi thèm muốn và ganh tị. Nhưng điều quan trọng hơn cả là liệu sự giàu có đó liệu có tồn tại mãi trong sự vô thường của mọi vật vốn do duyên sinh hay không? Có thể hôm nay người kia giàu sang phú quý, nhưng chẳng may bất ngờ gặp biến cố thì cuối cùng cũng thành kẻ trắng tay, lại có gia đình kinh tế khá giả, cha mẹ tài giỏi, chí thú làm ăn, nhưng con cái đua đòi ăn chơi, sa ngã vào tệ nạn, để tiền của cha mẹ có chất thành núi cũng có ngày lỡ. Chẳng thế mà ông cha ta từng dạy, chân lý rất gần gũi với đạo Phật: sông có khúc, người có lúc, hay không ốm không đau làm giàu mấy chốc, hoặc có thể thô hơn một chút với câu thành ngữ lên voi xuống chó. Với mong muốn thoát nghèo, rất nhiều người lựa chọn theo con đường kinh doanh làm giàu, đúng với quan niệm phi thương bất phú. Nhưng làm giàu có nhiều cách, không phải ai cũng kiếm tiền một cách trong sạch. Ngày nay, một số người mất căn bản đạo đức đã bon chen làm giàu bằng mọi thủ đoạn thức đức. Nhưng theo giáo lý nhà Phật, những cách làm giàu bất chấp, sẵn sàng hại người để lợi mình, không kể sự tổn hại sinh mạng của người và vật, giúp nhiều người phất lên rất mau, nhưng rồi sẽ lãnh những nghiệp báo khổ đau từ pháp luật đến tai nạn bệnh tật. Làm giàu như Phật dạy còn có ý nghĩa tạo sự hoan hỷ cho mọi người, từ gia đình đến xã hội. Đó là cách làm giàu mang tính âm đức của người con Phật. Làm giàu không có tội, mà chỉ có tội khi làm giàu bất chính, gây khổ đau cho mình và cho người, cho mọi chúng sanh. Làm giàu chân chính vẫn là điều mà Đức Phật khuyến khích và tán thán chúng ta. 2. Phật dạy cách làm giàu không mất phước. Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều người tài giỏi, xoay sở kinh doanh nhưng vẫn thất bại. Hay có người đã thành đạt, giàu có nhưng chỉ được một thời gian rồi sự nghiệp cũng tiêu tan. Trong khi đó, lại có những người đi lên từ hai bàn tay trắng, dù không có vốn, cũng chẳng có thế lực, địa vị. Người thành công thì nghĩ mình tài giỏi, khôn ngoan. Trong khi đó, người thất bại lại cho rằng mình không may mắn hoặc do ý trời nên mình mãi vẫn chưa phất lên. Theo quan điểm của nhà Phật, ông trời không can dự vào việc thành bại, được mất của con người, mà tất cả là do luật nhân quả, do chính việc người đó đã làm. Nền tảng phước báo người đó gieo trồng trong quá khứ và hiện tại. Khi một thương gia hỏi Phật về cách phát triển sự nghiệp của mình, Ngài đã trả lời như sau: có năng lực, có nghị lực, có sự thận trọng, hợp tác với những người có tài, người có tinh thần xây dựng, có phẩm chất đạo đức tốt, cuộc sống được cân bằng. Trong đó, có năng lực và nghị lực là phải có tài nghề và cần cù sáng tạo, siêng năng, không để công việc trì hoãn. Sự thận trọng là cách giữ gìn tài sản của mình, không để tổn hao một cách không cần thiết. Của cải dành dụm được có thể tiêu tan vì những thú vui đam mê sau,
quan hệ bất chính với phụ nữ, nghiện rượu chè, ma túy, đam mê cờ bạc, kết thân với những kẻ bất chính, không đạo đức. Người giàu do làm ăn chân chính bằng đôi tay và khối óc được Đức Phật khen ngợi, khuyến khích. Chẳng những thế, kế hoạch tồn tại lâu dài cho việc sung túc vật chất tiền của được Đức Phật dạy rất kỹ. Trên thương trường được gọi là chiến trường, không ai là kẻ khờ dại. Khi thất bại, cứ nghĩ không gặp thời hay bị xui rủi. Người thành đạt chưa hẳn vốn nhiều, chưa hẳn giỏi hơn ai, chưa hẳn có thế lực. Cái quan trọng là gốc rễ, nền tảng của phước báo đã gieo trồng trong quá khứ. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì Mệnh Phát Tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có Mệnh Phát Tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé!